Sumi giới thiệu cho mấy bạn về tinh chất serum nhau thai cù mà Sumi đang bán nha. Hàng này là hàng sắp tay của Úc, 100% không hàng, không phải là hàng dạng hàng trôi, hàng pha, hàng trộn, hàng hết đáp, hàng gì ở đây Việt Nam pha trộn rất nhiều nha. Rồi, hôm nay Sumi sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách mở tinh chất nha. Cái này ở trên cái nắp tinh chất nó có cái mũi tên nha. Mấy bạn đẩy cái ngón tay mình theo hướng mũi tên đi lên của cái tinh chất. Đẩy lên, rồi mấy bạn gỡ cái miếng nhôm ra. Gỡ hẳn miếng nhôm ra nha. Các bạn sẽ gỡ hẳn miếng nhôm ra như vậy. Rồi lấy hẳn miếng nhôm ra, gỡ luôn cái nắp nhựa này ra. Rồi các bạn sẽ dùng cái nắp trong đây nè, Sumi có để sẵn trong một cái phần bán á, một cái sản phẩm á, gắn vô trong này. Rồi là mấy bạn cứ để vậy sử dụng nha. Mấy bạn nhớ bảo quản tinh chất ở nơi thoáng mát nhất, ở trong tủ lạnh càng tốt, còn có thì nơi thoáng mát nhất có thể nha. Tại vì cái này nó không có chất bảo quản gì hết. Rồi bây giờ Sumi sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách thoa tinh chất nha. Mấy bạn gỡ cái nắp trắng ở trên đây ra nha. Rồi cho một ít tinh chất vô đầu ngón tay, xoa nhẹ bên má. Nhớ là rửa sạch mặt trước khi thoa tinh chất nha. Đó, thoa tinh chất theo hướng đi lên để da không có bị chảy xệ, căng mịn hơn nha. Rồi thêm một giọt bên đây đó, mấy bạn cứ vậy mà thoa lần lần quét mặt nha. Nhớ là rửa sạch mặt trước khi thoa, chỗ nào mà có mụn hay là có tàn nhang hay có gì á thì mấy bạn thoa nhiều hơn ở chỗ đó, để cái tinh chất này nó sẽ làm giảm mụn, giảm nám, giảm tàn nhang cho mấy bạn nha. Đây Sumi quay gần mặt Sumi cho mấy bạn ngó nha.